Về già ở với con dâu là dại. Quý vị thân mến, độ tuổi 50-60 là độ tuổi chúng ta bắt đầu về hưu, không còn phải làm việc quá nhiều. Thường thì lúc này chúng ta đã được nghỉ ngơi an nhàn và muốn dành thời gian quây quần bên con cháu. Khi về già, chúng ta thường có những suy nghĩ là sẽ ở cùng con trai và con dâu. Rất ít người muốn con trai và con dâu của mình ra ở riêng, bởi thực tế khi về già ở một mình rất cô đơn. Những lúc trái gió trở trời, không có con cái chăm sóc thì không biết nhờ vả ai. Và lại cha mẹ cố gắng cả một đời là để dành dụm cho các con, nên bố mẹ nào cũng muốn sống chung cùng con trai và con dâu. Nhưng về già ở cùng con dâu là dại. 1. Bận chồng cháu, mẹ chồng bị con dâu hất đổ mâm cơm. Bà Hồng năm nay 69 tuổi, sau khi con trai kết hôn chưa được bao lâu, bà đã lên chức bà nội. Không lâu sau khi cưới, cô con dâu mới về của gia đình bà đã sinh một bé trai kháu khỉnh trong sự mừng rỡ của cả hai bên gia đình. Thế nhưng, vì muốn duy trì vóc dáng, cô con dâu này cương quyết không chịu cho con bú sữa mẹ. Dù xót ở trong lòng nhưng vẫn không nỡ nặng lời, bà Hồng liền đề nghị con trai cho mình tới sống chung để chăm sóc cháu nội. Những ngày tháng ở chung nhà, bà không khó để nhận ra con dâu có vẻ không vừa ý với mình. Bởi vậy cho nên dù mẹ chồng đã hết lòng chăm sóc, cô vẫn thường xuyên nổi nóng, phụng phịu, thậm chí có khi còn buông lời mỉa mai cạnh khóe bà. Dù vậy, bà Hồng vẫn chưa từng mắng nhiếc con dâu dù chỉ một lời. Ngược lại, bà vẫn luôn áy náy vì gia cảnh nghèo khó, nên năm xưa khi lấy cô con dâu về, gia đình họ chỉ đưa được tiền sính lễ chứ không có nhà, có xe như người ta. Cứ như vậy, bà tần tảo âm thầm chịu đựng để sống chung với gia đình con trai. Sáng dậy sớm giúp đỡ gia đình con việc nhà, đêm trông cháu cho hai vợ chồng ngủ ngon giấc, ngày ngày dành hết tâm sức chăm sóc cháu mà chẳng dám than vãn, oán trách lấy một lời. Mặc dù bà bị thoái hóa cột sống, có những lúc đau lưng thấu trời, nhưng vì lo mình làm gánh nặng cho các con, nên chưa một lần bà nói cho các con biết về bệnh tình của mình. Cho tới một ngày nọ, vì phải nấu cơm, bà đã để con dâu tự mình bế con một lúc. Thế nhưng không biết vì sao đứa trẻ liên tục khóc lớn, bé không chịu ăn, chỉ khóc hờn rất lâu. Cô con dâu không biết dỗ con, tỏ vẻ khó chịu và cứ đi ra đi vào, lảo bảo điều gì đó. Vì thế, bà chỉ có thể vội vàng nấu xong bữa cơm rồi nhanh chóng trở lại phòng bế cháu để cho con dâu ăn trước như mọi lần. Bởi vì bà thường xuyên như vậy, cho nên thường thì đến khi bà ra ăn cơm canh đều đã nguội tanh nguội ngắt. Có những lúc trên đĩa chỉ còn vài ba miếng thịt hay chỉ còn đĩa rau luộc, bà cũng chẳng kêu ca ăn cho xong bữa. Vì đã quá quen với điều đó nên bà Hồng cũng không quá bận lòng. Thế nhưng ngày hôm đó, sau khi dỗ cháu ngủ, bà liền ra phòng bếp như mọi khi thì phát hiện trên bàn ăn trống không, nồi cơm cũng chẳng còn gì. Hóa ra tất cả cơm canh đều đã bị con dâu đổ hết vào thùng rác mà chẳng hỏi bà có ăn không lấy một lời. Mặc dù cô biết rằng mẹ chồng mình vẫn chưa ăn cơm, từ lúc này đây bà đã không thể cầm được nước mắt vì quá tủi thân. Bản thân bà không biết mình đã làm sai điều gì để rồi phải chịu sự đối xử như vậy. Quý vị thân mến, xưa nay vấn đề rất quen thuộc xảy ra quanh chúng ta là mâu thuẫn giữa bố mẹ chồng và nàng dâu. Đối với thời nay, suy nghĩ của các bậc cha mẹ đã thoáng hơn rất nhiều so với những suy nghĩ, những phong tục cổ hủ, lạc hậu trước kia. Nhưng mặc dù vậy, khoảng cách thế hệ khá là xa đã làm ảnh hưởng suy nghĩ và cách sống, cho nên vẫn gây ra những bất đồng quan điểm giữa bố mẹ chồng và nàng dâu. Ông bà ta đã có câu khác máu tanh lòng. Con dâu không phải là do mình sinh ra nên tình cảm dành cho mình chắc chắn không thể có nhiều.
cũng chỉ vì thương con, thương cháu, muốn sống chung để chăm sóc, trông nom đỡ đần con trai và con dâu mình. Nhưng con dâu nào có hiểu được tấm lòng thành của bố mẹ. Bố mẹ già không thể nào bắt kịp được cách sống cũng như những phát minh mới của thời đại, chỉ dựa trên những kinh nghiệm xa xưa lỗi thời. Điều đó vô tình làm cho con dâu trở nên khó chịu và coi thường mình. Câu chuyện trên là bài học đắt giá để quý vị hiểu rằng khi về già, mặc dù mình thương con xót cháu, nhưng cũng đừng dại mà ở cùng con dâu. Thay vào đó, khi về già, chúng ta hãy dành thời gian bầu bạn, kết nối các mối quan hệ, tham gia vào các câu lạc bộ người cao tuổi, dưỡng sinh hay là về thăm quê, đi du lịch. Chúng ta không sống chung cùng con dâu cũng sẽ tránh được những bất đồng quan điểm, làm cho cuộc sống gia đình trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều. 2. Con dâu sang nhà ngoại để bố mẹ chồng ăn mì tôm qua ngày. Ông Hùng và bà Thủy sinh được hai người con, một trai một gái, nuôi các con khôn lớn trưởng thành, rồi dựng vợ gả chồng cho các con xong thì mái tóc cũng ngả sang màu bạc. Bà Thủy thường xuyên đau yếu nên không thể làm công việc nặng nhọc. Cuộc sống hai ông bà già chỉ phụ thuộc vào những đồng trợ cấp thương binh ít ỏi của ông Hùng. Bệnh của bà ngày càng thêm nặng, bà bị bệnh thoát vị đĩa đệm, lại kèm thêm sỏi thận. Một lần chữa trị mua thuốc thang cũng mất vài triệu đồng. Rồi đến khi không thể tự xoay sở được, ông Hùng đành phải vay tiền hàng xóm lo khám chữa bệnh cho bà. Mặc dù vậy, ông cũng chẳng dám nhờ đến con cái vì nghĩ chúng còn nhiều nỗi vất vả phải lo toan. Từ ngày lấy vợ, công việc bận rộn lại ở xa nên con trai ông ít về thăm bố mẹ hơn. Trong một lần về thăm quê, sau bao tháng ngày xa cách, thấy bố mẹ ngày thêm già yếu, mẹ thì bệnh nặng, còn bố trông sa sút gầy dọc người. Do thương bố mẹ nên con trai xin phép đưa bố mẹ về ở cùng nhà trên thành phố để tiện bề chăm sóc. Nghe con nói ông bà cũng nổi lòng thôi, thì trẻ cậy cha, già cậy con. Cũng là hợp với lẽ thường nên đồng ý. Khi chuyển lên thành phố được ít bữa, con trai khuyên ông bà nên bán căn nhà dưới quê vì không ai ở nữa mà bỏ vậy thì uổng. Cũng vì cần tiền để trả nợ hàng xóm, ông Hùng đã quyết định bán căn nhà cũ. Số tiền bán được, ông dành một phần để trả nợ, một phần cho con gái. Toàn bộ số tiền còn lại, ông đưa hết cho con trai và con dâu, những tưởng rằng cuộc sống giờ đây sẽ yên vui hơn. Dẫu có phải xa quê, nhưng ông bà đã được về gần con gần cháu, không còn cảnh cô đơn hai tấm thân già nữa. Tuy nhiên, cuộc sống có mấy khi như người ta tưởng. Căn nhà của cậu con trai vốn xây chung trên mảnh đất của nhà vợ, nên cô con dâu vẫn luôn tỏ ra coi thường bố mẹ chồng. Những mâu thuẫn cũng từ đó bắt đầu nảy sinh. Có lần mâm cơm vừa được dọn ra, thay bằng việc mời cơm ông bà thì con dâu lạnh lùng nói: "Tôi không hơi sức đâu mà phục vụ, đói thì đầu gối phải bỏ, chứ ai đâu dâng cơm tận miệng." Nghe đến đó, trái tim ông bà đau thắt, cũng chẳng ăn được miếng cơm nào nữa. Vì con trai thường đi công tác xa nhà nên hôm nào con trai về thì ông bà được ăn cơm đầy đủ mọi người. Con trai đi vắng thì con dâu đưa các cháu về bên nhà ông bà ngoại. Mong muốn thuận tiện cho các con nên lúc trước ông đã đưa sổ trợ cấp cho con dâu để lo chuyện ăn uống sinh hoạt cho ông bà. Nào ngờ giờ xảy ra cơ sự như này, ông Hùng cũng không biết phải làm sao để xoay sở. Trong nhà chỉ có gói mì gói là thứ duy nhất có thể ăn, nên ông bà cũng bữa đói bữa no. Bệnh của bà Thủy chẳng thuyên giảm đi mà càng ngày thêm nặng. Tiền thuốc thang cũng tốn kém nhiều hơn trước. Cô con dâu chẳng cảm thông cho ông bà mà lại liên tục chỉ trích chồng, trách móc vì đã đưa ông bà lên đây sống cùng để nên cơ sự này. Không khí gia đình ngày một căng thẳng, hai ông bà tự thu mình lại, làm việc gì
cũng dè chừng, cơm không dám ăn nhiều, nước không dám uống. Mùa hè nóng cũng không dám bật quạt vì con dâu liên tục kêu ca, tiền điện tháng nào cũng tăng, tủi phận cho mình. Có lần ông Hùng sang nhà con gái ở chơi mấy hôm, nhưng lại ngại con rể nên đành quay về nhà con trai. Mặc dù con trai ông Hùng và bà Thủy đã nhiều lần khuyên vợ, mong muốn chị có thể hiểu và sống thuận hòa với bố mẹ, chăm sóc bố mẹ khi về già. Tuy nhiên chị vợ không những không nghe mà lại còn cho rằng anh không biết nghĩ cho vợ, chỉ biết bênh bố mẹ. Cảm giác bất lực khi không chăm sóc được cho cha mẹ, cộng thêm công việc làm ăn ngày càng khó khăn bế tắc, cậu con trai thường xuyên say xỉn mỗi khi đi làm về, bỏ bê công việc nhà cửa. Trong một lần anh uống rượu say, đi xe đâm vào một chiếc xe máy làm người ta thiệt mạng rồi bị bỏ vào tù. Bằng cái giọng sang sảng, cô con dâu vừa nói vừa mắng ông Hùng và bà Thủy dạy con cái kiểu gì, để rồi thành ra phải ôm nợ vào thân như vậy. Cô đày nghiến hai ông bà chỉ vì ông bà lên sống chung cùng gia đình, trở thành gánh nặng cho gia đình cô nên giờ mới thành ra như này. Nghe xong, ông Hùng như chết điếng người, còn bà Thủy cứ vậy ho giật lên từng hồi. Cơn đau sỏi thận dồn dập tới quặn thắt. Ông Hùng ôm vợ mà lòng đau xót chảy nước mắt. Ông thương bà, thương con trai, thương cho cả cái thân phận của mình. Rồi ông lại lo sợ, nhớ ngày mai cô con dâu trời đánh tính đuổi ông bà ra đường thì ông bà biết bấu víu vào đâu. Thưa quý vị, ngày nay người phụ nữ đã có tầm quan trọng hơn trước. Họ có học thức, thành công và địa vị trong xã hội, nên nhiều người không còn phải lo lắng chuyện nội trợ bếp núc giống như ngày trước nữa. Chính vì lẽ đó khiến cho nhiều tình huống trớ trêu khi con dâu không tôn trọng bố mẹ chồng, làm cho mối quan hệ trở nên bất hòa, không khí gia đình căng thẳng. Có rất nhiều lý do để con dâu coi thường bố mẹ chồng, rất nhiều câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy phụ nữ làm chủ cuộc sống và có học thức càng cao thì họ càng tự tin vào khả năng của chính mình. Điều này thường xảy ra với những gia đình nhà chồng xuất thân từ nông thôn, không có điều kiện của cải nhưng lại chọn lấy vợ thành phố, gia đình khá giả. Thói quen phân biệt vùng miền khiến cho nhiều người con dâu coi thường bố mẹ chồng, cộng thêm tính cách tiểu thư và sự tự tin thái quá đã khiến cho con dâu ngày càng lấn lướt, không coi bố mẹ chồng ra gì. Vậy nên để cho con dâu tôn trọng mình và giữ hòa khí hạnh phúc của gia đình thì việc sống cùng con dâu là không nên, quý vị ạ.